Rồi tiếp tục giao lưu với anh em bốn cây mai chiếu thị lá nhỏ này, nó già lắm rồi, cũng 3-4 năm tuổi rồi. Tại này cành dâm siêu mini đây, mai chiếu thị lá nhỏ nằm trong chậu 3-4 năm tuổi rồi đây, lá xanh um này. Đó, cái này là cái kim giòn nè, đế đắm đầy đủ hết nè. Đó, siêu mini. Đó, rất là nhiều hoa đây. Đó, có đường thân cũng không quẹo quẹo rồi, đầy đủ hết luôn, dáng thế trơn rồi. Mua về là vô chậu mini nhỏ là chơi liền, tỷ lệ hột quẹt rồi. Đây. Bốn cây 200 nha anh em, không phí vận chuyển nha. Tàn tròn và tròn. Có đế luôn nè. Đường thân bẻ đường thân hồi nhỏ lớn luôn. Đây, rất là nhiều hoa luôn mà bây giờ nó không có ra hoa chứ, đây nè, có hoa luôn rồi nè. Này là vô chậu rồi chơi siêu mini. 4 cây 200k. Đây. Tàn ở trên xuống này. Rồi. Dữ quái không à. Rồi, xin kết thúc nha, 4 cây 200k nha.